chào quý vị các bạn. Mở đầu bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay sẽ là xu thế thời tiết cả nước trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Do rãnh thấp ở phía Bắc bị nén về phía Nam và được làm đầy dần lên nên các tỉnh ở Bắc Bộ giảm mưa. Mưa chỉ tập trung ở khu vực đồng bằng, ngày nắng, cường độ nắng có phần oi bức vào buổi trưa. Nền nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Ở vùng núi phía Bắc có nơi đạt tới nắng nóng ở mức là 35 độ như ở tại Bảo Lạc của Cao Bằng và Than Uyên của Lai Châu. Sự dịch chuyển về phía Nam của rãnh thấp chi phối các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Vì thế mà mưa xuất hiện trên diện rộng, có nơi có mưa to đến rất to như là Hoành Sơn ở Hà Tĩnh, lượng mưa là 81,8mm, Đô Lương ở Nghệ An là 61,1mm và Tương Dương ở Nghệ An là 44,6mm. Trong ngày trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức là 32 độ. Với các tỉnh thành miền Trung nằm ở phía Nam đèo Hải Vân, thời tiết vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi với lượng mưa không vượt quá 4mm. Riêng ở Trà My của Quảng Nam, lượng mưa là 13,8mm. Khu vực vùng cao Tây Nguyên chủ yếu có mưa rào nhẹ, riêng ở tại Đắk Nông và Cát Tiên của Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn với lượng lần lượt được ghi nhận là 39,7mm và 71mm. Thời gian mưa vào chiều tối, ban ngày trời nắng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 32 đến 34 độ. Rãnh thấp xích đạo di chuyển lên phía Bắc chi phối khu vực Nam Bộ, vì thế mà trong 24 giờ qua thì mưa có xu hướng tăng dần cả về diện và lượng. Nhiều nơi có mưa vừa mưa to như là núi Sập của An Giang, lượng mưa là 50,9mm, ở Long Khánh của Đồng Nai là 41,9mm, Châu Thành ở Đồng Tháp là 40,5mm. Bình Đại ở Bến Tre là 35,7mm và Mỹ Tú ở Sóc Trăng là 23,6mm. Ban ngày trời vẫn có nắng với nền nhiệt độ cao nhất là khoảng 32 đến 34 độ. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Đầu tiên là khu vực ở phía Tây Bắc Bộ. Hiện nay thì dãy áp thấp có trục ở vào khoảng từ 25 đến 27 độ Vĩ Bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc. Do chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp này nên trời nhiều mây, có mưa trên diện rộng, có nơi có mưa vừa mưa to, thậm chí là mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhìn chung thời tiết này sẽ không thuận lợi cho các du khách tham quan khi đến với Sơn La, Lai Châu hay Yên Bái. Tại các điểm du lịch này, nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng từ 21 cho đến 28 độ. Chuyển sang khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ thì đêm nay và ngày mai, nơi đây cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, kèm theo gió giật mạnh và lốc xoáy. Những cơn mưa bất chợt xuất hiện sẽ gây khó khăn cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, người dân và du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí mát mẻ. Tại Cao Bằng, tại Tuyên Quang, Quảng Ninh và Việt Trì Phú Thọ, nhiệt độ trong ngày không vượt quá 28 độ. Xuôi xuống khu vực Trung Bộ ở phía Bắc đèo Hải Vân, thời tiết trong 24 giờ tới cũng sẽ không ủng hộ cho các hoạt động du lịch. Tại Vinh của Nghệ An, Đồng Hới của Quảng Bình và thành phố Huế, trời nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, và trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Ban ngày có lúc giảm mưa và hửng nắng. Còn ở tại khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân thì nằm xa về phía Nam nên chưa chịu nhiều tác động bởi rãnh thấp. Do vậy, thời tiết chỉ có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối, ban ngày trời nắng. Nhìn chung là không ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Tại các điểm du lịch như Tam Kỳ ở Quảng Nam, Quy Nhơn ở Bình Định, Nha Trang của Khánh Hòa và Phan Thiết ở Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 25 đến 26 độ và cao nhất ngày là 32 đến 34 độ. Chuyển sang các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vào lúc chiều tối và đêm. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh và lốc xoáy trong cơn dông. Ban ngày giảm mây và có nắng, tại Kon Tum và Buôn Ma Thuột, nhiệt độ trong ngày dao động là từ 22 đến 32 độ. Riêng ở Đà Lạt chỉ từ 17 đến 24 độ, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Còn tại khu vực Nam Bộ thì dự báo trong 24 giờ tới trời khá nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vào trưa chiều và đêm, có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Khoảng sáng đến trưa thì giảm mây trời nắng nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động diễn ra ở ngoài trời. Ở tại Tây Ninh, tại Cần Thơ, Bạc Liêu, duy trì nền nhiệt độ trong ngày là khoảng từ 25 đến 33 độ. Ra đến các điểm du lịch biển đảo trên các vùng biển nước ta thì sóng gió hoạt động không mạnh. Về tình hình thời tiết thì ngoại trừ khu vực Cù Lao Chàm chỉ có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Các nơi khác duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông. Quý vị và các bạn cần phải đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy kèm theo trong cơn dông. Nhìn chung thời tiết sẽ không thuận lợi cho du lịch.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài Chính thật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.